cô ơi, trước giờ đó cô làm cô có tự ăn thử không? Nhưng mà ăn thì mình thấy ngon hay dở? Ngon hả? Ừ. Cái này dở quá nè. Cô ăn thử nó rất là dở luôn. Thử coi. Cứ bóc một miếng ăn thử đi. Cơm chồng con đâu? Ở nhà. Nó làm gì ở nhà? Cái này nghe hơi ngược nha. Vợ đi làm để chồng nhà giữ con. Bây giờ thì hiểu rồi, không cần thiết phải nhìn thấy cái hồ bên dưới đâu, cho nên người ta vẫn xây dọc lên để chi, tạo thành một cái phố cổ kéo dài, vừa nhà ở trên vừa nhà dưới này. Thử cái tu. Dạ. Thử coi. Dạ. Đây. À. Xin lỗi. Okay. Làm lại. Đợi đi. Dạ. Cảm ơn. Đang vừa đánh mà vừa lấy điện thoại. Ok, lần nữa nha, đều nha, 1, 2, 3. Ok. Nhẹ chút mà đâu. Bánh ngũ cốc củ mài dinh dưỡng. Mình ăn thử đi. Dạ. Anh thử anh đi. Cái này bánh ngũ cốc. Vâng. Dạ. Anh ơi, cái đó là mình trộn bột, 5 loại bột. Bột đậu đỏ, đậu đen, hạt sen, hạt bắp và bột củ mài trộn với một chút đường. Đậu đỏ, đậu đen, hạt sen, hạt sen, hạt bắp, củ mài và cho chút đường. Nhưng mà khi qua cái này thì nó làm cho nóng, nó chín phải không? Chín cái bột chảy ra. Dạ. Không nước không dầu mỡ luôn. Hay quá. Làm không kịp phải ra ngoài.
coi như ra 4 cái luôn. Đi, mình lại đây mình mua. Bên nước ngoài có món này không chú? Dạ không biết. Chú không biết à? Không biết. Mình mua ở đây phải không ạ? Dạ vâng. Mua ở đây xong rồi mang ở trong nhà ạ. Ồ, tính tiền ở trong nhà. Thay vì mua trong nhà cũng được, cũng giống nhau. Dạ, giống nhau ạ. Bây giờ lấy một phần nha. Dạ vâng. Chú mang về hay chú ăn luôn? Ăn luôn. Vâng, ăn luôn, chú lấy cái đấy. Dạ, 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 dạ. Bây giờ là đi vô nhà. Còn nếu không đi vô nhà biết không? Ăn thử á, ăn thử trước khi trả tiền luôn. Đâu có sao rồi, mình trả tiền mà. Như vậy 5 loại à, đậu đen, đậu đỏ, à, đậu xanh phải không? Vâng, với lại à, hạt sen, với lại à, củ dông. Đồ phong hay sao? Có không không, củ dông, củ dông. Ờ, bột củ mài, củ mài. Dòm cái gì? Thử không? Giòn. Không dầu không mỡ. Thường thường làm bánh mà người ta phải có ít dầu mỡ trong đó. Tự động là nó chảy ra. Ngon. Xong lại quay lại ăn. Ngon không? Còn cái băng này quay này ăn. Vô trả tiền. Ôi, ăn bình không? Bình ơi. Đi quên. Không dầu mỡ. 5 loại đậu. Củ mài, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh và hạt sen. Tính tiền chị ơi, 35.000 cho chú xin 35.000. À cái này 50. Bây giờ mình đứng ăn hết rồi mình đâu có tính tiền phải không ạ? Mang vào đây em ơi. Cảm ơn. Mời. Mời. Cảm ơn như nào? Ủa, ở đây chơi gì chứ, trong năm ta chơi gì nè không? Hít, đi vô chuyện mà cái này không được. À, cái này cũng ta. Không thấy đường, không thấy đường. Không thấy đường, đó đi, không thấy đường. Chuyện 1 đó là chuyện 1 nè, chuyện 1 nè. Chuyện 2 là 1, là 2 là chấm. Chuyện, chơi đã chuyện 1 là chuyện 2 nha. Chuyện 2 là 1, là 2 là không kịp, không kịp. Lâu quá đó, chị không có chơi. Chứ nếu chị chơi thường xuyên. Chuyện 1, chuyện 2, đó. Chuyện 1, chuyện 1, chuyện 2. Nhiều người chuyện 3, chuyện 4, chuyện 5 luôn đó, giỏi lắm. Nhanh lắm, ừ, nhanh lắm. Rồi, rồi cái gì nữa nè. Lần sau là bỏ xuống. Rồi. Không kịp. Cười. Ngoài này bán có bán không? Mới trúng cái con cháy mà. Cảm ơn, để chuẩn bị cho mình. Thấy đèn không? Không đúng sao uổng. Dựng cái đèn trên đó uổng. Từ xa đánh đèn nó đẹp hơn. Xin chào. Có chơi nhiều. Cái này cái gì vậy? Lá lẩu ăn mì luôn hơi no.
đi chơi một chút, đi chơi một chút mới ăn no. Dạ. Quá là tôi ăn nhiều ghê. Không. Đây là cái trứng đúc lại thiếu hoặc là đúc đúc lá mơ. Nè, tiếp tôi mà. Lá mơ, lá mơ. À, lá mơ, lá mơ. Còn là lá thịt. Có ốc, có trứng cút, cút cho nhiều quá. Nguyên ấy, nghe cô đó hát không? Có chồng đỡ lắm chị em ơi. À, dạng chè. Cũng ăn được, ăn không? Ăn không, ăn không? Một chén như vậy là bao nhiêu? Chè xôi là sao ạ? À? Vậy lấy một phần chà xôi nha. Là bao nhiêu đó? 30.000. Cho chú xin 30.000 không? Việt Thảo. Dạ. 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 Dạ, dạ Big Fan. Dạ. Con rất show nấu ăn của chú. Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ. Bác chú. Làm hộp lọc đi. Một chị em một hộp nhá. Cho anh mấy hộp cái trà này đấy. Mấy hộp đi. Mấy cốc. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Chè xôi này là chè xôi. Dạ chè trôi. À chè trôi, trôi nước. Trôi. Mềm, ngon lắm. Nhỏ dễ ăn. Có người thèm mà có người lạnh. Không gian. Được không? Chào em. À, con hâm mộ chú từ nhỏ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Đi, mình đi xem. Được không? Một con cháy nè. Dạ. Nghe bán sao vậy? 40.000 một phần ạ. 40.000 một phần. Dạ cho một phần nhé. Ở trong đó mình có cái gì? Có trứng nồi. Mỡ hành. Khô bò phải không ạ? À, khô gà. Cứ trải đều, cứ trải đều ra. Dạ. Hành phi. À, xúc xích. Ừ, đừng lấy cà chua. Dạ. Dạ. Không biết ăn rau. Dạ được, dạ được.
lại phải không ạ? Không cần giòn lắm, không cần giòn lắm, dạ. Dẻo dẻo ăn được, lớn tuổi rồi, không còn răng cỏ. Dạ ăn đây luôn. Dạ đứng ăn tại chỗ được không sao? Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Không cần giòn nữa, đủ rồi. Dạ, dạ. Không sao hết. À, bao nhiêu? 40. Cái này là 20. 200 là thối lễ 240. Nói rồi lộn luôn. Cái này là, ôi giới thiệu thối dữ, 200 một tờ mà tận 3 tờ. Một này là 250. Không phải. Ồ cái tờ này 10.000, cái này 100.000. Giống nhau hả? Giống nhau. Ủa phải không? Cái này mới có 101 à. Cảm ơn nha. Đi ăn thử nhé. Nước giòn quá nó cứng. Ăn đi, nước biến thấy rồi. Mau bóc. Không, nước giòn quá nó cứng. Vâng. Có này ăn dừa nè, ngon quá. Cô ơi, trước giờ đó cô làm cô có tự ăn thử không? Nhưng mà ăn thì mình thấy ngon hay dở? Ngon hả? Ừ. Cái này dở quá nè. Cô ăn thử coi, nó rất là dở luôn. Thử coi, cứ bóc một miếng ăn thử đi. Nó, cô làm cái này nó dở lắm luôn. Ừ. Dở không? Ngon lắm mà. Bị gạt rồi. Lớn rồi còn bị gạt nữa. Khi người ta nói dở phải ăn thử liền. Tại vì năm nay con bao nhiêu à? 36. Kêu chú được. Gọi con được, chú 70 rồi. Vừa rồi đó chú gạt con thôi. Để cho con ăn nha. Nhưng mà ngon lắm. Ngon. Ngon. Ngon thật á. Vâng. Nghe để kỹ thêm tí nữa là cứng. Ngon. Bắt trớn ăn hoài. Ăn vẫn còn ngon miệng lắm. Cảm ơn nha. Dạ. Không có gì. Big fan, big fan. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đây, 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 đây. Đây cái này bắn khói, bắn khói.
Hết rồi. Cắn thêm. À cắn thêm. Cắn thêm, cắn thêm. Hết rồi, hết trận rồi. Hết trận rồi. Đặc sản Sapa. Trong đó có gì? Là nướng tại chỗ hay sao? Nhưng mà mình mua này về là mình phải nướng hay là đã nướng rồi? Mua về mình nướng thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì mình nướng nóng lên nó sẽ thơm và mềm hơn. Còn cái này lại lấy từ hộp ra nướng? Dạ, vâng ạ, đúng rồi ạ. Nhưng mà cái hộp này là... Dạ. Chuyên ăn thịt sống. Nó rất là chuyên ăn. Nó chuyên ăn thịt sống. Bán một cái bao nhiêu? Một cái 15 ngàn không? Ông Nguyên ơi, một cái. Sao vậy? Chấm sẽ làm nóng hẳn lên. Cảm ơn. Dạ. Bánh hạt dẻ. Dạ, vâng, ở bên trong là có hạt dẻ đậu xanh. Hạt dẻ là sẽ nhiều hơn, là canh chút ít là cái tạo. Nhưng mà chủ lực là hạt dẻ. Đây là đặc sản của Sapa. Dạ vâng, đúng rồi đấy. Chắc ăn thử được rồi. Dạ. Coi coi cả ở ngoài luôn. Cảm ơn con nghe. Dạ. Có thể giống như bánh bía không? Có thể giống. Gần dùng cái kiểu bánh pía. Thay vì trong là nó nhân sầu riêng, đây là nhân hạt dẻ. Nó không có ngọt nhiều. Vâng. Dễ ăn. Tú đã từng ăn qua chưa? Dạ. Tú đã từng ăn qua chưa? Con có. Vậy đừng ăn nữa. Vâng. Tưởng chưa ăn cho ăn thử. Dễ ăn, dễ ăn. Coi như người Hoa có cái bánh bía đậu xanh. Dạ. Thì người Việt Nam mình và cái đặc sản Sapa là có cái bánh như là hạt dẻ. Dạ. Ôi, mà chú ăn được, chú không ăn được. Dạ, dạ. Được không? Dạ, không. Được không? Dạ, được, được. Được cái ăn? Dạ, thôi chú ăn đi ạ. Cảm ơn nha. Dạ. Mình tráng tại chỗ không ạ? Vâng. Có tráng cái mới được không? Nóng quá. Được. Cô ăn thử cái nóng nha. Dạ. Nhưng gì đó? Dạ. Nhưng thịt với lại tép với giá. Rồi. Một cái bao nhiêu ạ? 20.000. 20.000 học viên ấy. Cho chú xin 20.000 con. Mình người miền Trung ra đây làm hay là ở ngoài này mình làm theo kiểu miền Trung? Miền Trung thịt đấy đúng không? Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi à? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Cháu đã lái tiếng mà chú nói thế. Rồi, rồi, rồi. Ở chú ở đâu đi du lịch đến đây đấy? Dạ, bên Mỹ về. À, bên Mỹ về ạ. Đúng kiểu rồi đó. Mình làm cái thịt trước. Ra mỡ luôn, đúng rồi. Cái này đâu phải miền Trung đâu, này giống miền Nam luôn á. Miền Trung với miền Nam nó như nhau, nó là lá nhau. À, tép không? Tép. Khi mà mình đi chơi trên cái phố cổ, đây là phố cổ Hoa Lư. Hoa Lư, dạ. Cái Hoa Lư là tên liên quan đến nhân vật truyền thuyết hồi nhỏ đó. Nói cái chữ truyền thuyết hồi quá, lịch sử là Đinh Bộ Lĩnh, cờ lao, tập trận, nhá. Hình như cũng tại Hoa Lư luôn. Vâng, cổ đô là ông rất là dạ. Kinh đô Hoa Lư. Dạ, sau này thì lên là lấy cái vương hiệu là Đinh Tiên Hoàng và cố đô đặt tại thành cái đô, kinh đô đặt tại Hoa Lư, dạ. Thì mình đi trong cái phố cổ Hoa Lư này mình có thể ăn đủ loại thức ăn hết.
từ xưa cho tới nay nha. Ngay cả này có bánh của đặc sản Sapa cũng có. Rồi ngay cả bánh xèo miền Trung cũng có. Chắc bữa nào tôi mở cái bún nước lèo Cà Mau ở đây quá. Miền Tây. Cho đủ. Hình như miền Nam chưa có phải không? Yeah. Rồi bữa nào bán bún nước lèo luôn nha. Yeah. Đi giới thiệu cho người Ninh Bình biết. Ở trong đấy là có hủ tiếu ấy ạ. À? Hủ tiếu. Hủ tiếu là của người Hoa. À ha. Dạ. Ủa, mình nói chuyện hồi quên không biết cô bỏ cái gì trong đó. Yeah. Bột. Bột giá. Một chút ăn tại chỗ nha. Nhưng mà sợ biết có bỏ thuốc độc gì không? Thì là cái người bán phan trước đúng không? Hai đứa con. Hả? Hai đứa ở nhà rồi. Là bốn đứa con. Bao nhiêu trai bao nhiêu gái con? Hai trai hai gái. Hai trai lớn hai gái nhỏ. Wow. Hồi nãy quên nói nhiều giá quá, không sao. Bớt lại đi con, bớt giá lại để bán cho người khác. À. Nhiều quá năng lạc. Nhiều quá ăn sẽ lạc cái bánh xèo. Con bán cho người ta cũng đừng bán nhiều giá quá. Khi ăn nó bị lạc con. Như vậy thì mình ăn bánh xèo này có chấm nước mắm không? Ừ. Rồi mình có cuốn rau cải không? Ừ, cũng có xà lách luôn. Wow, công phu quá. Mà bán có 2.000 à? Quá rẻ luôn. Phải không? 2.000 phải không? 20.000. Đêm nào con cũng bán ở đây không? Ừ. Coi như 7 ngày luôn. Là từ mấy giờ đến mấy giờ? Cái gì? Ban ngày cũng có luôn. Chứ đâu phải bán ban đêm phải không? Như vậy cái phố cổ Hoa Lư là mở cửa từ sáng tới tối luôn. Rồi vợ chồng con cái ăn bánh xèo luôn. Cười quá. Ăn tay cơm chồng con đâu? Ở nhà. Ở nhà. Nó làm gì ở nhà? Cái này nghe hơi ngược nha. Vợ đi làm để chồng nhà giữ con. Chồng con có làm nghề gì khác nữa không? Làm gì con? À, buôn bán trên mạng nữa. Chà, cái này dữ nha. Không cần phải có mặt ở đây luôn. Nó gọi là bán mạng đó con. Buôn bán trên mạng gọi là bán mạng. Mình ăn tại chỗ con. Ăn tại chỗ luôn. Cứ để ra bên ngoài ăn luôn. Không có đâu. Không có rung đâu. Con bớt cái xà lách lại. À, không cần đâu, để cho bán cho người. Dạ, muốn ăn thì cái bánh xèo. Mình còn Nguyên ấy. Cho chú xin 20.000 nữa con. Một cái bánh 20.000 đúng không? Ở đây có hai bé ngồi đây. Thêm trả tiền bánh thêm mỗi cái 10.000 cho hai đứa. Không lấy phải không? Nhớ nói không lấy phải không? Không lấy phải không? Cất hết vô. Không lấy là cất hết vô. Nhiều quá con, nhiều quá thôi được. Không, gửi vui cho hai cháu mà. Cái này đâu có phải. Nó không phải là ăn mài, không phải bố thí nha. Vui thôi, gửi tặng cho con. Dạ. Dạ, dạ không có chi. Ôi cha. Bây giờ không cần nước mắm luôn, ăn không luôn. Không luôn. Dạ thử luôn. Nè thử coi. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Chưa đôi, chưa đôi, chưa đôi. Cắt làm 3, làm 4 cũng được, dễ ăn con. Dạ. Đúng rồi. Dễ cầm luôn. Rồi cảm ơn con. Thử cái nước mắm còn ngon không nha. Ừ. Nước mắm vừa ăn ngon lắm. Thử ngon. Dạ vâng, cô chú ăn ạ. Cô ăn tay luôn hả? Không cần cô bấm ạ.
Cái bột, bột gạo giòn, nó không có cái độ dai, không có cần mềm, giòn đủ rồi, ngon nha, đúng bột gạo. Ngon, ngon. Chà nóng nè, đúng đúng đúng. Dạ không. Ngon quá. Có thể là con bán cái bánh này 30.000 được, nhưng mà mình thêm miếng thịt, thêm miếng tôm, người ta ăn nó đậm đà hơn nha. Nghe lời chú đi, đối với du khách đó, mình không có chém, không có, cái đó không có đắt. Thế nào gọi là đắt? Nếu mà bây giờ con không để thịt, không để gì, con bán 20.000 cũng được vậy. Này con để mà, con cứ bán 30.000 cho chú, và để thêm thịt, thêm tép cho người ta. Nếu có ai nói, ủa sao hồi đó có 20.000, bây giờ bán 30, nha. Nghe không? Cảm ơn con, ngon nha. Như vậy nha các bạn, ngày hôm nay, đêm hôm nay có lẽ là đêm cuối Việt Thảo ở tại Ninh Bình. Sáng mai mình sẽ rời Ninh Bình để có thể trên đường trở về Hà Nội, hay đi đến đâu nữa mình chưa biết. Có thể bay về Mỹ, cho nên tới đâu mình nói tới đó đi. Có thể coi tới đây là hết. Các bạn sẽ không thấy những video kế tiếp khi Việt Thảo đi ở miền Bắc này. Cũng có thể còn. Nhưng mà khi đến với cái chùa, hai cái tháp chùa Bạc, hai tháp Bạc, hai tháp chùa Bạc. Ở trên cái bờ hồ tên gì? Hồ Kỳ Lân. Hồ Kỳ Lân luôn. Và ở đây có chùa Kỳ Lân. Thì khi các bạn đến với Ninh Bình, ở nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, thì tại sao mà gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn? Tại vì cái cấu trúc của nó giống như là Vịnh Hạ Long ở dưới nước vậy. Thì nó cũng là một vòng cung của cái đá vôi mà trải dài. Và phần ngập sâu thì nó là Vịnh Hạ Long, và trên cạn là ở Ninh Bình. Thì khi đến đây đó, nếu là du khách cũng nên ghé qua chùa Kỳ Lân, hồ Kỳ Lân. Và ở đây có hai cái tháp mà, để chúng ta xem cũng là một cái danh lam thắng cảnh của Ninh Bình đang xem, đang đến, nhất là vào ban đêm như thế này. Vậy nghe, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những hình ảnh của Việt Thảo trong lần về Việt Nam lần này, và mong rằng sẽ giới thiệu được một phần nào những cái nét đẹp, cái văn hóa hay là ẩm thực của từng vùng, từng miền, những nơi mà Việt Thảo đã đi qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại những video kế tiếp nếu có. Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo Ồ Giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát, để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột.
mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình. Còn hơn đợi dột rồi mới đi lợp mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta.